làm video hướng dẫn setup cổng thanh toán PayPal cho website đi bạn. Thì PayPal nó mà mình cũng không sử dụng thì mình cũng tìm hiểu sơ qua để mình coi mình còn nhớ cái cách làm hay không. Thì hiện tại mình thấy trên mạng hay có một cái video của anh chàng này khá là chi tiết, mình nói sơ qua về cái video này của anh chàng này luôn, rồi mình cũng để cái video của anh chàng này dưới link video của mình cho các bạn coi cho dễ nha, chi tiết. Bây giờ mình nói sơ qua để cho bạn mới dễ nắm á. Thì ở trong video này á, nó có một vài thông tin như sau. Mặc định ở trên website WooCommerce của mình, khi mà cài xong á, thì sẽ không có phần thanh toán PayPal đâu. Bạn sẽ sử dụng một cái tag in thứ ba trung gian để mà thanh toán, tên là WooCommerce PayPal Payment. Bạn cài đặt nó, kích hoạt nó lên. Khi mà kích hoạt lên á, thì trong cái phần payment của Woo á, sẽ có cái phần PayPal. Bạn ấn vào setup ở đây. Ở trong phần này sẽ có cái phần tên là sandbox, mình nói sơ qua sandbox là cái phần để mình test coi là mình thanh toán có được thành công hay không á, có nghĩa là mình kết nối với PayPal thành công hay không á, thì chỗ này mình không mất tiền. Thì mình không không cần sử dụng cái này nha, mình sẽ chú ý ở cái phần connect PayPal dưới và manual mode ở dưới. Connect PayPal ở dưới á, thì nó có cái nút button á, ở cái chỗ đấy á, là mình step by step giống như Visa ấy, cài đặt thứ tự từng bước một. Nhưng mà ở đợt trong video này ấy, sẽ cài đặt bằng cái thủ công chứ không cài đặt bằng cái step by step đấy. Ấn vào menu code này, menu mode đấy, thì ở trong này sẽ yêu cầu là email, PayPal và merchant ID, và hai cái nữa là client ID và secret key. Cái này lấy ở bên tài khoản business PayPal nha. Thì đăng ký tài khoản business PayPal ấy, thì đơn giản chỉ có nhập email mật khẩu trong trong cái phần này anh chàng này có đề cập. Đây, khi mà đăng ký ấy, thì bạn sẽ chọn là business account. Đăng ký thì đơn giản thôi, nhập thông tin bình thường. Sau khi mà đăng ký xong ấy, là business đấy, thì bạn sẽ vào trong cái phần account setting nha. Sau đấy vào cái phần business information này, thì bạn sẽ có cái merchant ID. Và đem cái merchant ID này qua bên Woo để mà điền vô trong này. Điền cái email PayPal của bạn vô. Còn cái client ID và secret key đấy thì về trong cái phần developer ở trên cùng. Thì trong phần này á, thì có cái phần vào cái phần My App ở phần sandbox đây để tạo một cái khóa để mà test mua hàng không mất tiền đấy. Thì hầu như là mình không sử dụng cái này, mình sẽ vào trong cái phần like ở sau nhé. Đây, và trong cái phần create like ở sau á, ấn vào like ở sau và create, ấn vào test like này, create thì mới nhận được tiền thật nha. Rồi đặt tên cho nó, cái tên app đấy là tên bất kỳ. Rồi bạn sẽ có cái client ID và secret key như trong này, và điền vào bên này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên cái PayPal của mình đi. Cái PayPal này của mình bị khóa rồi, lâu rồi mình bị khóa rồi, để mình coi là nó có thay đổi gì không nhá. Thì hồi nãy mình có tạo thử một cái, thì cái giao diện hơi khác so với cái giao diện mà để lấy cái secret key á, cái secret key đây này, cái secret key và cái client ID á, thì cái giao diện nó hơi khác với anh chàng bên này tí thôi, có thể là nâng cấp sau này á. Thì giờ mình xóa cái này đi, mình tạo thử cái này nhá. Mình đặt tên gì cái app này cũng được. Đây, mình ấn vào cái app này, nhận tiền, tên gì cũng được. Đó, thì mình thấy cái giao diện hơi khác anh ấy tí thôi, nhưng mà nói chung là vẫn sử dụng được. Copy cái CDK này và client ID này điền qua bên kia. Rồi đến đây là xong. Bây giờ mình nói thêm một vài cái lưu ý khi mà sử dụng cái PayPal ấy. PayPal ấy thì bạn nên có sẵn là giấy tờ doanh nghiệp, số điện thoại xác minh, email xác minh và website xác minh.
Thì đối với website sạc ấy, thì không quen không không lo về cái phần mà xác minh nha. Còn đối với website mà về PM ấy thì có hai cách để mà đỡ bị khóe tài khoản, đó là sử dụng một website trung gian là website sạch để đăng ký PayPal nha, để đăng ký PayPal PayPal và xác minh PayPal khi cần. Đó, ở đấy là cách đầu tiên. Còn cách thứ hai là sử dụng một plugin để ẩn tất cả các chuyên mục, hay còn gọi là category thì em đi. Đó, để mà ẩn những cái người mà bên bộ phận xác minh PayPal á, ẩn đi họ không thấy, nhưng mà khi mình chạy quảng cáo hoặc là SEO á thì khách hàng họ vẫn thấy những sản phẩm TM của mình. Còn những cái người mà xác minh ở bên PayPal á, thì họ thấy là website của mình là những website không bán những sản phẩm vi phạm ấy, kiểu kiểu như vậy. Thì cái plugin này thì mình thấy có một cái bên thứ ba là họ sử dụng, đó là bên này giới thiệu sơ qua. Cái bên này thì mình cũng chưa sử dụng cái plugin này bây giờ đâu. Plugin này tên là 2 do product, hai do product đây, ẩn những cái chuyên mục mà mình không muốn hiển thị ra ngoài trang chủ để cho khách hàng tìm, để cho những người mà kiểm tra PayPal họ tìm đấy. Có cái giá đâu. Rồi cái cách nuôi ấy, thì mình cũng có cái cách nuôi cơ bản, trai nuôi như thế nào thì PayPal cũng nuôi gần gần tương tự như vậy. À thì cái link video, cái link cái bài nuôi trai mình cũng để ở trong cái video này cho các bạn coi để tham khảo nha. Nuôi trai với PayPal nó cũng gần gần đây này giống nhau. À có điều PayPal mình cảm thấy nó khó hơn tí thôi. Thì hy vọng cái video này có ích cho các bạn. Nếu bạn nào mà có thêm câu hỏi gì thì cứ comment dưới nha, mình sẽ tìm cách mình hỗ trợ. Chào các bạn.